chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm bình hoa hồng kết hợp với lại hoa cẩm chướng để bàn thờ. Thì nguyên liệu thì mình các bạn sẽ coi một phần mô tả phía dưới của mình nha. Còn ở đây là đầu tiên mình sẽ tỉa cái lá dừa này. Các bạn nghiêng mũi kéo lại và tỉa như vậy cho mình ha. Rồi sau khi tỉa xong rồi thì mình sẽ cắm ngay ở giữa nha các bạn. Mình sẽ sửa lại cái lá dưa này. Các bạn có thể uống như vậy, hoặc nếu các bạn thích cái phần này thì các bạn uống lại, còn không thì các bạn lật cái phần sau lại nha. Phần sau lại các bạn uống hơi công cho mình ha. Rồi bạn cắm lại chỗ cũ. Tiếp theo thì các bạn dùng cái lá phát tài, các bạn cho mình cắt cho mình cái đầu nhọn đây nè. Đó. Và lá to lá nhỏ tùy theo cái bình ha. Rồi sau khi cắt lá xong rồi thì mình sẽ tiến hành cắm nha các bạn. Cái phần gốc lá dừa còn lại nè, các bạn cũng tỉa như ban đầu cho mình luôn. Này mình chỉ dùng một lá dừa thôi nha các bạn. Rồi các bạn cắm vào cái phần gốc này của hộp xốp nè. Rồi chúng ta sẽ cho thêm một cái lá phát tài nữa. Cắm vào đây nha các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ cắm một cái hoa hồng có cái búp như thế này nha các bạn. Cắm ngay chỗ cái lá dừa nè ha.
Rồi cắm thêm cái cành thứ hai cũng ngay chỗ này luôn. Bạn cắm 3 cành bắp nha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cắt một cái hoa hồng quả bắp như thế này. Các bạn cắm chim nha, hơi nghiêng về phía đằng đây đó. Chúng ta sẽ sửa lại ha. Rồi cắm thêm một cái hoa hồng quả bắp nhỏ nữa như góc này. Các bạn cắt cho mình một cái hoa hồng ngắn cắm ở góc này nha các bạn. Đây nè. Những cái hoa hồng nào mà to quá đó các bạn, nó sẽ không tương xứng thì các bạn ngắt bớt lá, cái cánh hoa các bạn bỏ đi, cho nó đồng đều với lại cái hoa của chúng ta nha. Rồi các bạn cắm vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ cắm hoa cẩm chướng. Thì hoa cẩm chướng này các bạn chọn cái búp nha. Chúng ta cắm từ ngoài đầu lá dừa chúng ta cắm vào. Rồi các bạn cắt hai búp cẩm chướng nè, có cái độ dài bằng nhau nè. Chúng mình sẽ cắm vào đây. Rồi sau khi đã cắm bông xong rồi thì mình sẽ dùng một cái dây để trang trí. Thì các bạn xoay vào phía góc trống này nè. Mình sẽ cắm bên phía góc trống này nha.
Ở đây mình sẽ cuộn tròn lại các bạn ha. Rồi cái dây này thì chúng ta uống theo tùy kiểu chúng ta thích nha. Rồi bây giờ là cái bình hoa này đã xong rồi đó, thì các bạn nhớ xịt nước để giữ hoa được tươi lâu. Vậy là clip hôm nay đến đây của chúng ta đã hết rồi. Chào các bạn, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.